nhưng mà phải giơ điện thoại lên nắm đã. Thấy thấy chị đang chụp cái thấy vâng. Tượng Phật Bà đây này cả nhà này, Phật Bà núi Bà Đen đây, đẹp chưa, lên đây mát cực kỳ cả nhà. Vâng, cảnh đẹp lắm chị ơi, đây một Bà Đen đây, tượng của Bà Đen đây chị Phúc ơi, đây cả nhà anh chị em nhà em đây. Trời ơi, nắng luôn, anh tính chụp chưa? Rồi, đây anh cầm em đang phát, anh cứ quay các cảnh, anh quay đâu anh quay cứ từ từ đấy, em đang phát anh cứ cầm em cứ quay các cảnh. Được cả tết luôn. Này, Huyền. Đúng rồi đây, ông bà mày đây.
Đây, bức tượng to không cả nhà? Bức tượng to lên đây đẹp lắm. Lên đây nó cũng tựa tựa kiểu như bà là hưu ấy cả nhà. Anh ấy cầm máy mặc cái áo cho mọi người. Đang live stream à? Dung chợ Thoa nghĩa là Thoa nào rồi? À, chị Thoa à, đây đây chóp với bà đỏ đây đấy. Này cầm đây đi, sao mày gọi bố mẹ mày mà vụ ảnh con này mất vậy? Anh ơi cho em kiểu đây anh bé. Thẳng đường mà, chụp thẳng đường mà. Đi. Chào cô Trà nhá. Đây, ở đây là trên đỉnh núi Bà Đen đây cả nhà nhá. À, bức tượng bà đây. To khủng khiếp. Hoa này. Đẹp lắm cả nhà. Đẹp lắm cả nhà. Bức tượng to đẹp. Thấy không? Đây khung cảnh xung quanh này. Nên đây rất là mát cả nhà. Đây mây nó bay qua tượng này. Đấy, đám mây đang bay qua tượng bà này. Đám mây đang bay qua bức tượng bà nhá. Đây, đây một đám này nữa đây đang bay vào đây. Chào chị Hát nhá. Em
đang ở trên đỉnh núi Bà Đen đây chị ơi. Cái gì đấy chị? Ủa, cái sầu riêng. Tí nó ăn à? Đấy, tất cả nhà mình đều ăn được sống riêng. Tôi đổi ra đổi. Đổi. Chưa bắt. Chưa xé à? Nhưng mà ông có xé được chứ làm sao rồi. Thế chung đi ra đổi chị ăn cái khác. Chị ăn đậu xanh rồi. Giời ơi. Em ơi em đổi cho. Đổi cho chị cái đậu xanh. Chị không ăn được sầu riêng. Đấy ăn đi à. Chị em ngoan rồi thì đấy chị bà đi bảo ăn uống. Xin chào Hương nhé. Trên này nó nắng nhưng mà nó chỉ có 31 độ thôi. Ở trên này chắc chỉ có hai mấy độ thôi cả nhà. Rất là mát. Anh Bảy ơi, anh chụp cho em một kiểu ở đây. Đây cả nhà mình chiêm ngưỡng lại đây núi Bà Đen đây, bức tượng của bà đây. Đấy, cái phong cảnh rất đẹp và mát. Thôi xin chào cả nhà nhé, chào cả nhà nhé, kết thúc nhé.